Nhỏ cái treo thì đẹp, nhưng mà cái to này treo quá thì treo trang trí phòng. Hello, bọn mình đang ui. Ở mua cái này đẹp này, ta phải cái này đẹp. Tuyết này đẹp này. Trời ơi, quá trời luôn. Không mở gì đi. Không mở gì. Cha mày, mày giật đứt của người ta rồi. Cha mày nhá, cái chuyện gì nhá, nó bắt đền mày nhá. Đúng lắm. Ui, Happy New Year. Ông ơi, xinh quá à. Mày đứt rồi. À, thì ra trong đây có hai không gian. Mình lấy cái này đi. Ê, giật tận đứt là mày, thật là giật đứt không? Đứt. Mày lấy cái này màu vàng á. Vàng. Màu xanh nè. Không. Thế không phải. Ủa không phải. Như lộn cái. Mà cái trên cây thông là phải có cái ngôi sao màu vàng. Cái ngôi sao to đùng ở trên đầu á, đúng không? Cái màu xinh nè. Hay là mua cái cây chớp nè. Ui, vấn đề mọi người biết không? Là vì có quá nhiều sự lựa chọn, nhiều kinh khủng, nên là không biết chọn cái nào. Đây. À, một quà. Đau quá. Một quà. Yeah. Có cái ngôi sao nào to to mà để ở trên đầu cái thôi. Rồi mấy cặp màu trắng hay chỗ này. Quả hay vậy. Cái này đẹp hơn hả mọi người? Cái này đẹp hơn, cái này đẹp hơn. Này có màu vàng rồi. Ờ. Chuông thì kiểu mà nó. Ờ, bây giờ mình mua. Mua đồ Noel nữa rồi là trễ, mình chẳng là sớm. Của em tưởng bây giờ là sớm. Đâu có còn tầng nữa, tới rồi. Nên là lấy. À, đẹp quá. Chỗ đẹp luôn. Thôi thì em. Em mua đi em, hẹn nhiêu chục chị? 5 chục. Thôi, chữ thì em hẹn. Ừ, cái này ghê. Cái này trang trí bình thường cũng được. Màu nào ở thứ màu này ha? Có tính màu hồng xinh. Hai con kiểu tính mà. Có
Ấu đi ra ngoài. Ôi cái gì đẹp quá à. Cái này là cái tiếp tùng đó mày. Chụp ảnh, tiếp tiếp tiếp. À, how to sống ảo Noel. Đúng rồi, ta sẽ có một clip để how to sống ảo Noel. Đây, quả thông này đẹp hơn này, quả thông này kiểu mà kiểu natural. Ui, năm nay còn có cái này. Đây nè. Vời đây này. Ui, nó đẹp quá hồ. Hello? Ê, khoảng 150 mấy. Cái gái, cái 8 nữa đúng không? Đúng rồi. Cái 8, cái 8 mét nha. Nhưng mà ha, bây giờ là mình có sai chủ đồ. Tại vì văn phòng cũ mình cũng còn một số đồ để tìm kiếm. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thế thôi cái cây này thì cái này là 1m8, 628.000 có một đống này. Thì cây thì trông nó xấu xấu thế thôi, nhưng mà về bung ra sẽ đẹp. Căng cái này không có những tiền ạ. Họ sẽ đẹp. Cái này là không? Ok, cuối cùng cái con nó cũng đẹp quá. Nhiều cây đấy. Cái này đẹp này. Ồ không. Mua đồ kiểu mặc lên không kìa, đồ đỡ cái nó thôi. Ờ, đi vào xong có không? Đẹp cái gì? Đỡ đẹp cũng được. Ông già Noel này vẫn không hiểu cái mặt ông đâu rồi. Đây 1.288.000, chúng ta vẫn còn thừa tiền 1.500.000 đi mua nữa. Yeah, là đầu tiên thì ăn mọi người ơi, tiền nó để đi áo sức để chị không chị. Ôi tôi sai, tôi tưởng nó nhẹ rồi. Mình muốn mua thêm mấy cái thiệp để cho mọi người biết đây đâu gửi tặng cho nhau. Đỡ cháu hả? Ô hay thế mà nó đi nhá. Vĩ đại. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Im mồm. Ở đây. Ồ mèo. Con quế đây. Đường đến vinh quang cho ta nuôi hy vọng. Ok, đi tiếp. Cái này nhẹ lắm mày hươi. Cục đi ra mọi cái hộp. Ui, cây tuyết cùng màu tóm cắt thôi. Bây giờ các bạn thấy tôi là bị đọc phân bác. Thôi, cái đây xinh này. Nhưng mà hết tiền rồi. Và bây giờ thì video này sẽ kết thúc. Ủa? Kết thúc rồi. Không phải trang trí hả? Không cho thêm trang trí phùng đâu. Mềm. Video mà trang trí thì hẹn lại các bạn trong video tiếp theo ấy. Mang về văn phòng trang trí. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ bắt xe đi về. Mọi người đừng quên nhấn like, subscribe cho cả Minh Thư và Hương Quýt. Nó tên là Minh Thư nhưng mà channel đó là Minh Thư. Hai cửa bà đấy. Cửa bà đấy. Ok, bye bye.